Thưa các bạn, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là nhân vật đang được các đối tượng xấu lợi dụng uy tín tầm ảnh hưởng để tuyên truyền xuyên tạc những vấn đề liên quan đến chính trị Việt Nam. Đến nay, cụ đã gần 102 tuổi, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1916, có 78 năm tuổi đảng, nguyên là ủy viên Trung ương Đảng, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc. Khi còn giữ chức vụ công tác, tướng Vĩnh là người có công xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, từng giữ nhiều chức vụ cao trong các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, tướng Vĩnh bị các đối tượng xấu lợi dụng để phá hoại đất nước thông qua những thông tin, những lời lẽ xấu, sai lệch và lồng ghép vào tư tưởng cũng như phát ngôn của vị tướng già này. Trong vài năm trở lại đây, Nguyễn Trọng Vĩnh thường xuyên có những phát ngôn nêu ra những quan điểm sai trái, thù địch, tạo dư luận xã hội xấu. Mới đây, khi một vị giáo sư lú lẫn tương lai tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản và chạy theo đám dân chủ rỡm, phục vụ cho thế lực tư bản thù địch, thì Nguyễn Trọng Vĩnh một lần nữa lại hùa theo quyết định sai lầm này. Ở độ tuổi 102, có lẽ vị tướng già này đã rơi vào tình trạng lú lẫn, không phân biệt được thật giả đúng sai nên dễ bị lạc lối, dễ bị đối tượng xấu lừa gạt. Nhân sự việc giáo sư tương lai rời khỏi đảng, Nguyễn Trọng Vĩnh đang nêu quan điểm ủng hộ tư tưởng cực đoan này. Đó là hoàn toàn đồng tình với quyết định của giáo sư tương lai, đặc biệt là nội hàm của câu tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với đảng, Nguyễn Phú Trọng đang thao túng. Những lý do mà các nhân vật này đưa ra để xin ra khỏi đảng chính là những lời lẽ bấy lâu nay của các đối tượng cơ hội chính trị xuyên tạc, bịa đặt về cơ cấu tổ chức và nhân sự của Đảng Cộng sản. Một hay hai cá nhân biến chất xin rút lui khỏi đảng là điều đáng mừng, giúp cho nội bộ đảng trong sạch vững mạnh hơn. Nhưng cá nhân như Nguyễn Trọng Vĩnh hay tương lai lại không chỉ dừng lại ở đó, họ còn cố lôi kéo những thành viên khác đi theo con đường sai trái của bản thân mình. Họ nói, tôi tin rằng đây là quyết định đúng đắn, đúng thời điểm, có ý nghĩa tích cực tác dụng lan tỏa trong tình hình và bối cảnh hiện nay. Quyết định của anh tương lai chắc chắn sẽ gợi mở cho nhiều đảng viên lão thành cũng như rất nhiều đảng viên chân chính khác muốn có những hành động thiết thực có ý nghĩa nhằm thúc đẩy cuộc đấu tranh ngăn chặn những sai lầm nguy hiểm đang dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam đến bờ vực sụp đổ. Nguyễn Trọng Vĩnh là vị tướng già lẫm cẩm đang hiểu sai lệch nhiều vấn đề trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nguyên do của tình trạng này xuất phát từ việc ông Vĩnh chỉ tiếp thu thông tin từ các báo đài phản động và tiếp xúc trao đổi nhiều với các đối tượng xấu, các thành phần cơ hội chính trị, không chịu lắng nghe dư luận xã hội và không tiếp cận những nguồn thông tin chính thống. Cái sai này đã làm cho Nguyễn Trọng Vĩnh đánh mất đi giá trị bản thân mình, xóa nhòa mọi công lao đóng góp cho đất nước trước đây.